Em Loan mến chào anh chị đến với kênh Cờ Tướng TV. Với niềm đam mê cháy bỏng, em Loan đã sưu tập và gửi đến anh chị yêu cờ những ván cờ tướng tuyệt hay mang tựa đề Trận cờ độc lạ, nổi gai ốc với đòn phế xe hiểm ác của Ngô Lan Hương. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em Loan kiếm tí rau và tí bún nha. Nào, mời anh chị cùng thưởng thức. Thank you.
chơi đến đây. PAIVI không thể đỡ nổi, vì vậy PAIVI đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Đường Đan không thể đỡ nổi, vì vậy Đường Đan đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
Chơi đến đây, Tiết Hàm Đệ không thể đỡ nổi, vì vậy Tiết Hàm Đệ đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
Chơi đến đây, Thường Hồng không thể đỡ nổi, vì vậy Thường Hồng đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.